Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh có trở lại nhà vườn của Kiều Trang, chỗ bãi kiển của anh Tèo hết quý cô chú anh chị. Hôm nay anh Tèo về một số mặt hàng vú sữa nè, tùng la hán mà bông nha quý cô chú anh chị. Cây này chắc cũng 5-6 mét gì đó quý cô chú anh chị ơi. Ai mà có biệt thự sân vườn rộng ha, mình ẩm hai cây này về chơi ha. Rồi mai chiếu thủy, mai vàng và mai tứ quý với quý cô chú anh chị mình gặp anh Tèo giới thiệu thêm ha. Ê, chào anh Tèo ơi. Rồi anh chào Tính. Dạ em chào tất cả cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai, xem qua kênh nhà vườn Kiều Trang. Hôm nay có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị, rất mong sự ủng hộ anh em gần xa ủng hộ clip tiếp theo ha. Thì hôm nay mình có tùng la hán, vú sữa, thuyền tế, mai trắng ha. Rồi mình không để mất thời gian cô chú anh chị, em vô cây mã số 1 là cây mai tứ quý ha. Cây này cây phôi nha anh chị. Cây em đem về hổng gài cũng cỡ khoảng 10 bữa rồi. Xịt tược mạnh ha, nhựa kéo ha. Cây này anh chị về thích chơi zin thì để, còn không thích thì mình ghép ha. Nói chung cái dòng tứ quý này nó mạnh lắm. Số điện thoại của em là 077-288-67 và 67 ha. Cái địa chỉ của em đó là ở thị trấn Ca Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp. Chiều cao nó được 92 ha anh chị. À, hoành thân là 35 ha anh chị. Cây này anh chị thích chơi zin thì để, còn không thích thì về mình ghép ha. Cái dòng tứ quý ghép mạnh lắm. Rồi cây mã số 1 em giao lưu với anh chị gần xa là giá là 1.500.000, chịu gửi ha. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 2 là cây thiên tế. Cây này anh em mua cái chậu xưa xưa để lên chơi đẹp ha. Cây này ngày xưa nó cũng một thời vàng son nè, mà bây giờ nó rẻ anh chị. Này thiên đó, một bầy con luôn, con cháu gì quá khứ luôn đó. Chiều cao rồi đừng xây nữa, chiều cao của em nó là như vậy, là lên tới ngọn lá như vậy luôn là được 1m2 nghe anh chị. Còn nếu em đo cái lóng đi, đo thân chính cho anh chị hình dung ha. Đo cái thân chính như vậy là nó được là 56 ha. Đó. Đo cái hoành thân nhỏ đi, đồ này thì nó cũng dễ mà, 50. Tổng cái cũ mà con cháu của nó luôn đó, nó cũng bự nghe anh chị. 97, 98, 97 ha. Đó. Chung này nó dễ lắm anh chị. Rồi cây mã số 2 là cây thiên tế. Cây này em giao lưu với anh chị gần xa là bao ship toàn quốc 1.000.000. Đó. Rồi em mời tiếp theo cô chú anh chị vào một cặp mai trứng thủy. Này lá lớn da đen ha. Một cặp nó cân xứng với nhau như hai giọt nước luôn nha anh chị. À, cái này em mang về hổm gài chắc cũng trên dưới cũng tuần lễ rồi. Cây này người ta sửa là theo một cái lối là người ta đi có đôi có bạn á anh chị. Một cặp như vậy luôn ha. Đặc biệt là cái giá cũng hợp lý để cho anh chị dễ chơi. Này lá lớn nha anh chị. Da đen lá lớn. Em báo cái chiều cao luôn ha. Chiều cao cây này nó được như vậy là 2 mét nha anh chị. Rồi tán ngang nó được 1m14. Anh em nào mà mua cặp thì giá ưu đãi, còn anh em mua lẻ mình bán lẻ bình thường. Mày này mà mã số 3 nè. Nhờ camera chạy giùm ha, tại vì bữa nay cái cây này nó lớn lắm anh chị, không lên nổi cái bàn quay, chi cành dữ lắm anh chị ơi. Dạ cây đẹp nha anh chị, tay chân sửa theo cái lối tứ diện đều hết một cặp luôn, anh chị có không gian lấy một cặp về chơi đẹp lắm. Đó. Rồi để máy đi đi, em đo luôn ha, cái chiều cao hồi nãy thì em báo rồi. Thằng này thấp ha. Ừ nói gì đó. Rồi hoành thân đây là 60 ha anh chị. Đó. Chiều cao thì hồi nãy em báo là 2 mét. C
cái tán ngang nó được 1m14. Đẹp lắm anh chị ơi. Anh chị thấy ngoài hai cây này nó giống nhau như hai giọt nước luôn. Cực kỳ đẹp. Này em nhắc lại là mai trứng thủy ha, la lớn da đen. Đó. Sữa tứ diện mà. Đó, anh chị thấy ha, nuôi được cái cây như vậy cũng lâu lắm nha anh chị, chứ không phải 1 năm 2 năm mà được như vậy ha. Rồi cây này là cây mã số 3. Em xin giao lưu với anh chị gần xa là giá là 5.500.000. 5.500.000 là em bao ship toàn quốc cho anh chị ha. Anh chị ở Bắc Trung Nam là em đều do giao lưu được hết. Rồi em mời anh chị vô cây mã số 4. Thì cái cây số 4 này cũng là cái mai trứng thủy lá lớn da đen ha. Thì cái chiều cao là em báo là 2m. Còn cái tán ngang thì cây này nó hơi nhỉnh hơn chút xíu. Tán ngang cây này nó được như vậy là 92-96 anh chị ơi. Tán ngang 96 ha. Đế thì đẹp lắm, đế thì anh chị miễn bàn rồi. Mấy cây này lớn lắm. Rồi mình tao hoành thân chỗ này, dòm dùm coi camera. Rồi hoành thân là nó 55 nha anh chị. Đó. Đẹp lắm, cây này đẹp lắm. Một cặp. Mấy cây này em mà ship đi miền ngoài á anh chị, cước nó cũng cao ha. Vì lý do là cây này chi tay nó nhiều. Thành thử ra mình gửi là gửi đường xe Bắc Nam hết, chứ nếu mà gửi việc theo bưu điện thì ta không nhận đâu. Ta sợ nó gãy ta không có chịu thường. Đó, còn mình gửi đường xe tải thì ok lắm. Rồi, cây mã số 4 này cũng là cây mai trứng thủy lá lớn da đen. Em cũng giao lưu với anh chị là giá là 5.500.000. Em cũng bao ship toàn quốc cho anh chị ha. Anh chị lấy một cặp giá ưu đãi. Cực rẻ luôn. Rồi, em mời cô chú anh chị vô cây vú sữa. Lâu lắm rồi mới về cây vú sữa. Này vú sữa tím nha. Giá giật mình luôn. Mình giao lưu được rẻ thì mình bán rẻ. Mà cái đặc biệt cây số 5 và số 6 hai hàng này là nó một cặp luôn ha. Dáng nó giống nhau luôn. Tại vì thường mình mua mình phái nó giống giống nhau một cặp. Nó có đôi có bạn là mình chơi à. Rồi ha, mình nhìn đo cây vú sữa mã số 5. Độ 3 gian thức gửi nha anh chị. Đó. Còn riêng về cây nhà vườn em thì bán là bao sống và bao ship cho cô chú anh chị ha. Tất cả anh chị mà xem qua mà chưa gõ chi tiết gì đó kết bạn Zalo số em. Em gửi cho gõ chi tiết. Hoành thân 66 ha. Ủa, nãy giờ mấy cái kia em chưa đo đường kính bầu thử cho anh chị để hình dung. Cây này đường kính bầu nó được 90. Rồi, cái cây mã số 5 này em xin giao lưu với anh chị giá giật mình luôn. 3.500.000. Bao ship toàn quốc. 3.500.000 ha, là cái vú sữa tím nha, vú sữa lò ràng mình đó. Rồi tiếp theo là cây mã số số 6. Cũng là cái vú sữa nha anh chị. Đó, cũng thức gửi luôn. Độ bay ra, hai hàng này nó giống nhau cực kỳ giống luôn. Độ bay ra 1,5m nha anh chị. Mặt bầu lên tới cái đỉnh nó được 77. Hoành này lớn hơn. Cây cái cây đực đó. 80. Đường kính bầu. Cũng cho 90 luôn anh chị ơi. Rồi cây mã số 6. Cây này cũng là cây vú sữa lò ràng. Cây này mình cũng xin giao lưu với anh chị gần xa là giá là 3.700.000. 3.700.000 ha. Mình cũng bao ship toàn quốc cho anh chị. Nếu anh em mà lấy một cặp thì có cái giá rất là tốt ha. Rồi em mời anh chị vào tiếp theo là cây tùng La Hán. Tùng bông nha. La Hán bông. Cây này là cây em đem về em dâm ủ hổm gài được cũng cỡ khoảng 9-10 bữa rồi nha anh chị. Thì nói chung là cây nhà vườn em bán là bao sống bao ship cho anh chị. Cây này là tùng bông. Cây này chưa có vô dây nha, chưa có vê bổ gì hết. Cây này là cây nguyên bản luôn. Anh em mà về thì chỉnh sửa tạo tác là giùm em. Gung cái hả? Cao lắm anh chị. Cây này chiều cao được 5m nha. Đó. Chiều cao 5m nha anh chị. Lắc không nhúc nhích luôn tại cây này bự quá. Chưa đẹp sao cái.
Cây này nói chung cái dòng này anh em mà về làm thành phẩm á, vô khi mà nó ra được cỡ khoảng đi được hai nước rồi á là cái nó mịn mịn lắm, đẹp. Rồi chiều cao thì em cũng có báo rồi, nó 5 mét ha. 5 mét có hơn anh. Dạ, thì mình báo vậy đi cho nó chuẩn ha. Đó, anh em mà thí dụ nó có hơn thì anh em lời. Còn hoành thân mình đo vị trí này là nó 63 ha anh chị. Đó, 63 hoành. Nói chung hoành thân thì anh em mình đo anh em khỏi lo ha. Đó. Nói chung là đế đẹp lắm nha anh chị, nhưng mà điều mình bị gì mình đem về mình dâm mũ á, thành thử không gài mình đổ sữa dừa lên trên này, mình không có bư ra. Chung cây này đẹp á. Không. Làm tích hết ha. Bao. Anh em nói chung là hàng đè này, hàng này hàng đẹp, không có cái lỗi gì hết. Đó. Một cốt lên hai thân. Mấy cây này anh em về cắt cũng được hả? À, cái độ thoát thân. Lên tới cái chỗ này ha. Cây cây này anh em về chơi nguyên bản cũng được, không không chơi nguyên bản thì mình cắt quê quê lại cũng được. Cây này nó thoát thân được 1 mét nha. Rồi. Lên tới đó là 1 mét. 1 mét rẽ ra 2 nha. Rồi. Còn nếu mà cái chỗ này nạt của nó ở đây nó là được 46. Cái đường kính bầu của em nó như vậy là nó 77 anh em ơi. Đường kính bầu là 77 ha. Rồi cây mã số 7. Cây mã số 7 này là em xin giao lưu với anh chị gần xa là giá là 15 triệu 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Đó. Thì... 15 triệu 500. Ừ. Bao ship toàn quốc. Cây này đi cẩu không nha anh em. Cây này mà đi lên xe thùng là cũng phải cẩu lên chứ không có tay chân gì làm được nha. Đó. Mình bán cái này anh em giao lưu về anh em nhà vườn xanh sữa còn vẫn được. Cây này mới giữ nè anh em. Cây này cao 6 thước mấy á. Lắc ông nội tôi lắc cây này. Cây này lắc không nổi rồi mày lắc nổi lên lắc ra thử coi. Hai mình lắc thử đi chứ mình lắc sao nổi. Không có nhúc nhích gì chứ. Đó, hơi hơi á. Cây này nó dữ lắm anh chị ơi. Dạ cây này là cây mã số số 8 nha. Dạ cây này cũng là cây tùng La Hán tùng bông. Cao 6 mét mấy anh? Dạ nó chắc cỡ khoảng 6 mét rưỡi, 6 mét 7 gì đó, nhưng mà mình báo 6 mét đi. Cho nó chuẩn nha anh em. Cây đẹp lắm anh em ơi. Rồi hoành thân em đo vị trí này 85 hoành ha. Rồi. 85 hoành. Cây đẹp lắm mà anh chị ơi. Cây không thẹo dít gì hết nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp ha. Này cũng tàn thiên nhiên luôn. Rồi cây này cây thiên nhiên chưa có chưa qua chỉnh sửa gì nha. Nhưng mà em đem về không gà em dâm mũ cũng cỡ khoảng 10 ngày rồi. À, cây thì em bán là bao sống anh chị cũng đừng ngần ngại gì hết. Đó. Đang bó lại tại vì nó cao quá giờ không có cái thang cao bắt lên dở dậy ra chứ cái cây này xả ra cũng đẹp lắm. Leo lên. Không có thấy leo. Đó. Bữa nay anh quay phim đánh ghẹo mình hoài ta. Đó. Rồi cái đường kính bầu em đo như gì là nó được 90 95 nha anh chị. Bầu hết đế luôn anh. Hết đế luôn, nói chung cây này không có cắt cái gì hết trơn, cây này nó thần mô, nó nằm trên mô, nói chung là mình lấy hết cái bầu cái mô của người ta luôn. Bự quá. Ừ. Hoành tám mấy nói chung mấy cây này anh em chơi có giá trị lắm. Dạ. Dạ dạ. Ừ. Báo giá đi. Dạ dần nghính nè. Rồi cây mã số là số 8. Cây này là cây tùng La Hán bông. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 29 triệu 500 ngàn. 29 triệu 500 là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. À, tất cả anh em mà ngoài Bắc trong Nam là em giao cây đi được. Nhưng mà với điều kiện mà anh em ở trong cái đường nhỏ hay gì đó thì anh em thông báo trước giúp em tại vì xe lớn nó không vô được ha. Tại cây này dài khoảng 6 mét mấy rồi. Rồi em mời cô chú anh chị theo chân em một tiếp theo là một cặp mai chuẩn thủy kéo xe dẹp đi.
hả? Đó. À, này một cặp em để là trước cửa nhà em luôn. À, cũng là mai trung thủy, à, lá lớn da đen ha. À, chiều, cổ này hàng chia cành cổ, nói chung là anh em mà chơi cặp gì này đẹp lắm. Em báo được chiều cao ha, chiều cao cũng là 2m. Này sửa theo cái lối tứ diện nha anh chị. Cái này em trừ hao cho anh chị đi, nó cỡ khoảng là 1m1 tán ngang á. Đấy, mấy cây này nó lớn lắm, em không lên nổi bằng quay ha anh chị. À, khó rồi, 60 nè anh chị ơi, bự dữ lắm. À, có cắn đâu không? Để cắn rồi nó kỳ. 60 hoành nha anh chị. Này da đen lá lớn luôn ha. Cây này anh em thấy ngoài đẹp lắm, cặp này nó cân xứng nhau cực kỳ luôn. Tại em phái chơi cặp ha. À, có đôi có bạn anh chị ơi. Rồi cây này là cây mã số 9. Em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là cũng 5,5 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Cây này cây lá lớn da đen trứng thủy, em nhắc lại. Rồi tiếp theo là cây số 10. À, cây số 10 này chiều cao nó cũng khoảng là 2m, em báo chuẩn nha. Tán ngang cây này nó được 1m2 nha anh chị. Tay cành tứ diện. Này tán ngang được 1m2. Cái này em mới cầm đo cái làm sao đây nữa. Ờ. À, bây giờ mình luồn vô mình đo đi chứ để đó. À, chứ bây giờ để rồi hoành thân chỗ này 46 ha, em bao nha, chứ còn nếu đo cũ dưới này nó lên tới 7 mấy luôn á, còn đo chỗ này gì nè là 46. Đó. Chi cành nó nhạo hết anh chị ơi. Đế đẹp lắm. Cây này em đem về hổm gài cũng cỡ tuần rồi ha anh chị. Đó. Rồi cây mã số 10. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 5 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho tất cả cô chú anh chị ha. Dạ cây mã số 10 là cũng cuối video, cuối chương trình, cũng cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ kênh DTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn cùng cô chú và anh chị. Rồi em xin hẹn anh chị lại video sau.